Chào 500 anh em nha. Mình sắp đi gửi hàng cho anh em rồi đó. Nhưng mà đang giờ trưa nên là mình sẽ tranh thủ thời gian là quay một cái clip ngắn. Cái hàng này là cái hàng IC, IC bếp ga. Cái hàng này cái hàng IC bếp ga âm. Nói chung là trên thị trường nó có rất là nhiều loại anh em nha. Mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn anh em đấu nối ha và so sánh luôn. Có nhiều anh em hỏi cái khi mà mua IC bên mình thì mình nói có hai dòng chính, nhưng thực tế thì có rất là nhiều dòng chứ không phải có hai dòng chính anh em ha. Trên thị trường thì nó có rất là nhiều dòng. Dòng 12 kV là cái dòng thông dụng nhất, còn tiếp theo là dòng 400 kV, 600 kV, 400 kV, 600 kV và 1000 kV cũng có, 10 kV cũng có, nhưng mà ít lắm. IC thì nó có IC Vega Mini nữa, nhưng mà mình không có lấy ra đây. Cái đó thì mình đang bán ít lắm, mà những đơn hàng nhỏ lười gửi lắm. Cái này là 12 kV anh em nè, sử dụng pin 1,5V. Thì khi mà mình gửi cho anh em thì có nhiều anh em đặt hàng là cũng biết, mình sẽ đấu nối luôn. Đây là cái bộ combo đầy đủ của thằng IC tăng áp 400 kV. Cái này thì mình hướng dẫn cho anh em là chủ yếu là sử dụng cho bếp ga anh em nha. Có rất là nhiều cách để sử dụng, làm bẫy chuột, sử dụng làm bếp ga. Những cái thằng mà dòng công suất lớn người ta sử dụng dùng làm bẫy chuột rất là hiệu quả. Những cái bẫy mà chỉ cần chạy qua là chết, chạy qua là chết. Mình mới làm một cái bẫy chuột, mình thử nghiệm thấy rất là thành công, nhưng mà mình chưa có quay được clip cảnh con chuột nó chạy qua, tại vì cái điện thoại của mình nó thì mình không có thời gian. Cứ vừa đặt xuống quay clip là anh em gọi vào là nó tắt clip, nó rất là khó. Mà không có mấy cái điện thoại khác thì dung lượng nó không đủ đó. Trước khi đi gửi thì mình sẽ xoay ba sợi dây này, còn hai sợi dây còn lại là hai sợi dây nguồn anh em ha. Hai sợi dây còn lại là hai sợi dây nguồn. Tiếp theo thì cái sợi dây này, nói chung là dây thì nó cố định vậy rồi. Anh em chỉ có về đấu cho dài thêm hay là như thế nào thôi. Đó, lúc này nó sẽ thành ba bó như thế này anh em ha. Và mình tiến hành test luôn cho anh em trước khi gửi này. Cái này nó rất là nhanh, làm nó rất là nhanh nên là không có mất thời gian. Và có một cái lưu ý nữa, một xíu mình sẽ nói, mình sẽ test cái này trước. Cái này đúng ra là nó sử dụng pin cho 1,5V, nhưng mà cái này 3,7V pin Urana, pin Uranphi, nhầm nhầm Uranphi. Thì đúng ra cái pin này thì nó 3,7V hoặc là 9V, hoặc là mình làm những clip trước mình có nói với anh em, chủ yếu là mình làm IC, mình làm cái công tắc tự ngắt thôi. Chập như vậy sao cháy được anh em? Khi anh em dí vào như vậy này, dí vào lâu là nó cháy, tại vì công suất pin này là công suất 3,7V. Nhưng mà anh em đi vậy sao kịp cháy đúng không? Thì đó, cái độ mạnh của nó thì nó đánh rất thoải mái và đánh liên tục anh em ha. Tiếp theo thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái thằng này. Khoan khoan, cái IC này á, anh em cũng có thể mua thành một bộ combo như thế này, có công tắc luôn, công tắc này. Đáng ra là anh em phải chế công tắc tự nhả. Cái công tắc này mình cũng có thể lấy cái thanh chặn ở trong này ra, nó sẽ tự thành công tắc tự nhả ngay thôi, nó rất là dễ. Clip trước mình có chỉ cho anh em lấy cái thanh chặn trong này ra như thế nào rồi. Cuối clip này mình cũng sẽ làm lại cho anh em thấy ha, để nhiều khi anh em mới vào coi thì không có coi được clip trước, mất công đi tìm kiếm. Đây cái combo như thế này đó. Cái này là cái hộp đựng pin anh em ha, đựng pin nè. Cái đít á, bằng lúc nào nó cũng phải là vào cái lò xo anh em nha. Đó, vậy thôi. Cái này mình cố định vào cái thiết bị của mình, hoặc là mình chán keo chỗ này, hoặc là mình bắn vít trong này, chủ yếu là keo á, keo nến á.
Khi em sử dụng keo nén thì mua cái thiết bị này về sử dụng keo nén thôi. Đó. Cái này nó rất là xịn anh em ha. Như cái súng bắn keo trước mình bán á, là nó không có công tắc. Nhưng mà cái này nó có công tắc, ví dụ như anh em trong lúc không xài á, anh em bấm tắt đi thì anh em khỏi rút điện ra rút điện vô. Ví dụ như anh em bấm tắt đi á, thì cái chỗ này nè nó vẫn còn nóng, một lúc nó mới nguội. Ví dụ như anh em bấm tắt đi nhưng mà anh em chuẩn bị xài lại, anh em bấm lên rồi anh em sửa sửa soạn cái thiết bị của anh em xong là cái này nó vừa nóng lên là anh em xài thôi. Đó, mình chỉ nói sơ qua về cái đó. Có thể xài keo nén anh em ha, để lắp cái này vô để pin mình có thể dễ dàng lấy ra sạc, và cái cục sạc là cái này. À, bỏ đây mình nè, đây là cái cục sạc anh em ha, chỉ anh em sử dụng cục sạc luôn, rồi sau đó mình sẽ test cái IC 400 kV và mình so sánh cho anh em thấy luôn nè. Cái này mình đặt cục pin vô, đây là cái phần đít cục pin anh em ha. Đáng ra mình phải lấy cái này mình bỏ vô luôn nhưng mà nó không cần thiết đâu, mất công. Cái đầu cục pin vào đây anh em ha, anh em có thể sạc pin nhỏ nè, này nó có ba núm nè, đầu pin 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 tiểu nè, pin tiểu là vào cái giữa, pin nhỏ nhất xài cho cái remote á, và cái pin lớn nhất là cái pin Urana này, là mình cái núm nó sẽ vào cái thứ ba ở trên cùng này ha. Nhưng mà cái pin mà sạc được á, thì là phải là pin pin xịn một chút, giống như là thằng này nè là pin xịn nè, hoặc là pin tiểu mà muốn sạc phải là pin vỏ thép anh em ha. Anh em thấy cái pin vỏ thép thì anh em mới sạc, còn pin vỏ giấy á, thì anh em xài một thời gian á, nó chảy ở ngoài này, nó chảy hết rồi anh em sạc nó không có vào mà rất là nguy hiểm. Cái này thì gỡ ra thôi, gỡ ra cắm thẳng vào sạc thôi. Cái đèn khi anh em mà sạc đầy pin á, thì cái đèn của nó sẽ là đèn vàng, đèn đây nè, đây là cái đèn, giống như bây giờ đã bỏ cục pin này, nó đang đầy pin bỏ vô nó sẽ vàng, và khi anh em cắm vô cái ổ cắm nó vàng. Còn cục pin hết bỏ vô á, thì nó đỏ anh em ha, cắm vô lỗ nó cũng đỏ. Khi nào nó vàng trở lại á, thì nó mới là đầy pin đó, gọi là vàng, nhưng mà đúng ra là nó quy ước là xanh á, cái đèn này nó vàng. Rồi bây giờ tiến hành test cái IC 400 kV. Cái IC 400 kV này á thì nó đánh chắc tầm được một phân hay là phân mấy gì đó, mà kể cả nó không đánh thì nó cũng vẫn tẹt lửa hai đầu này. Đó, mình sẽ thử cho anh em thấy nha, nó vẫn tẹt lửa hai đầu này. Nói chung là hiệu quả đánh rất là tốt. Cái quẹt rồi ta, mấy cái quẹt rồi. Rồi ok, mình sẽ bỏ cái IC này ra đây luôn, bỏ cục sạc ra đây luôn. À, chỉ có cái này thôi. À, thứ nhất là anh em có thể đấu công tắc, có thể đấu công tắc vào đây. Rồi cái dây vào dây nguồn á, dây đỏ với dây đỏ này, đấu công tắc vào ha. Dây đen với dây đen, dây đen với dây xanh, anh em cứ lưu ý là đỏ với đỏ là được ha, cùng màu là được. Còn hai thằng kia đen xanh gì đó thì thuộc dạng là nó sẵn hai cái nhà sản xuất khác nhau thì nó sẽ dây màu khác nhau thôi. Đó, đấu vậy là nó đánh thôi, tạm thời không cần cái công tắc. Công tắc để cuối clip mình sẽ tháo cho anh em coi thôi. Trước khi mình gửi thì mình cũng có đốt ra mình xe, nên có nhiều anh em nói cái này thấy có dấu đấu nối rồi là không phải anh em đấu để test chứ. Quan trọng là về anh em test thử thấy ok được, chứ đâu có phải là mình đâu có thời gian đâu mà mình đấu mình chơi rồi mình tháo ra mình bán cho anh em. Hàng thì có rất là nhiều, mà nói thẳng với anh em á, hàng bên mình hàng hàng mới kiếm dễ hơn hàng cũ. Rồi ok, cái này là mình để xa ra một chút nữa cho anh em coi nhé, để rất là xa luôn anh em thấy không. Đây là IC còn gọi là modula, mình phát âm hơi hơi không chuẩn,
bây giờ nó rất là xa luôn rồi. Ví dụ như cái IC mà 400 kV, cái này là hiện tại mình đang test cái 400 kV ha. À, nên là xa như thế này có thể nó không đánh. Anh em thấy nó phun lửa không? Anh em nhìn hai cái đầu đó, thấy nó phun lửa ra một khúc không? Thấy nó phun ra một khúc không? Ừ, mình sẽ rồi sát lại cho anh em coi nhé. Nó phun lửa ra không? Kể cả nó không đánh anh em vẫn có thể, và anh em có thể để đấu hai tia lửa cũng được luôn, đâu có quan trọng gì đâu. Anh em cứ thiết kế một cái thanh, một cái thanh thép gì để cho nó nối hai đầu này lại, nó hở hai bên là được, hai bên nó cùng đánh vào cái thanh thanh thép đó chẳng hạn, là nó sẽ thành hai tia lửa thôi, rất là dễ. Không nhất thiết phải cái này, có nhiều anh em hỏi cái này một tia lửa hai tia lửa thì một hay hai là do mình đấu thôi. Ví dụ như mình để một cái đinh đi, một cái cây đinh hoặc là cái gì đó mình để ở giữa này. À, thế là hai đầu này nó sẽ đánh vào hai đầu cây đinh thì nó thành hai tia lửa thôi. Đấy, do mình tự sáng chế ra là nó sẽ thành hai tia lửa thôi. Đó là kinh nghiệm của mình và mình đã thử rất nhiều cách rồi. À, anh em có thể mua cái thằng IC 600 kV cũng vậy thôi. Thì nó sẽ đánh tia lửa đến 4,5 phân, 4,5 phân là 4,5 cm, để xa ra 4,5 cm mà nó vẫn đánh tới luôn, biết nó mạnh cỡ nào. Nhưng mà khi anh em chơi thì mình khuyên luôn là nó càng đánh mạnh thì nó càng hao pin thôi, nó càng đánh mạnh càng hao. Cái tiêu chí của anh em là mình biết là anh em cái 400 kV này có nhiều anh em chơi nó quá mạnh rồi đó, chứ không không cần thiết phải quá mạnh như vậy. Nhưng mà thuộc dạng cái này cũng là cái thằng trung bình, bán rất là chạy, bán rất là chạy. Khi mà anh em chế bẫy chuột anh em mới phải mua tới thằng 600 hoặc 1.000, còn cái thằng này vẫn bẫy chuột được nha anh em, dùng cái miếng giấy bạc á. Mình chỉ bật mí một tí thôi, tại vì mình cũng có làm rồi, dùng tuốt hai cái đầu này ra, tuốt hai đầu ra, dùng cái miếng giấy bạc á lót ở dưới cái sàn miếng bẫy chuột, dán băng keo lên, dán băng keo lên. À, thế là đầu dây nguồn nè, đầu dây nguồn này một đầu chạm, và đầu này á mình thiết kế một đầu nữa là hở lên. Mình dùng cái sợi dây rút chẳng hạn, để cho nó đàn hồi nó dẻo á, khi con chuột chạy qua đè lên sợi dây rút là nó sẽ đè xuống miếng giấy bạc là nó liền mạch điện lại là nó đánh thôi. Kể cả nó không đánh, giống như mình để xa nó không đánh được, hoặc là nó đang liền mạch với cái thằng giấy bạc. Tốt nhất là anh em để một một đầu đụng giấy bạc, một đầu không đụng ha. Mình chỉ bật mí một tí thôi, anh em hiểu ý tưởng thôi. Lần sau mình có thời gian mình sẽ quay trực tiếp cái clip bẫy chuột của mình ha. Một đầu đụng, một đầu không đụng thì khi mà là nó đánh nghe tiếng đã lắm, còn hai cái đầu cùng đụng luôn thì nó chỉ giật thôi, nó không đánh anh em ha. Rồi ok, cái con chuột mà đè lên cái sợi dây, đè xuống miếng giấy bạc phát là chết cha luôn đó. Cái này thì dạng đánh cũng tê tái rồi, không cần quá mạnh đâu, quá mạnh thì nó nhanh hết pin, nhanh hết pin thì phải sạc nhiều thì nó mau mau chai pin thì nó hư thôi, chứ còn thực tế ra thì cục pin này xài cũng được lâu lắm, xài cho cái 400 kV này đó. Đó là mình vừa so sánh. Còn kể cả anh em mua cái bộ combo cái IC này với cái thiết bị này 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 đó, một bộ combo của nó như vậy, một bộ combo của nó thay cái IC này vô thì giá cả nó sẽ chênh nhau vài chục nghìn đó anh em đó. Thì anh em cũng có thể đấu như thế này, mình thử luôn cho anh em coi nha. Đây là cũng liên quan tới một cái phần nữa, khi anh em đồng kiểm mà anh em khiếu nại á, mình nói luôn đó, anh em thấy nó đánh trong này không, thấy nó đánh trong này không, thấy đánh này không, tưởng hư tại vì nó phải đánh trong này thôi, tại vì mấy cái đầu này nó không có đấu với nhau thì nó phải đánh trong đó thôi. Có nhiều ông tháo luôn cái hộp này ra coi nó đánh chỗ nào mà nghe tạch tạch trong đó, tại vì nếu như mà mình đấu mấy đầu này lại với nhau thì nó đánh mấy đầu này, nó không đánh trong này, phải hiểu điều đó. Có ông gửi clip lại thì mở cái này ra rồi cho đánh trong này rồi gửi clip lại, nói ông không biết đấu thì ông lên mạng ông coi chứ sao mà ông làm như vậy, phiền phức lắm, ông mới lên mạng ông coi kỹ đi chứ. Trong khi mình gửi là mình đã lấy băng keo mình dán cái cụm này lại với nhau rồi, mà ông còn cố tình ông gỡ cái này ra ông để cho đánh trong này đó. Hay cái này là vô tình là để khách khách không biết thì coi rồi biết nha. Nhiều anh em về á, mình đã dán cái này rồi, cố tình dán cái này rồi, dán dính rồi nè, gỡ cái này ra rồi mới đấu pin vào đây rồi nghe nó đánh trong này, bảo ông gửi hàng hư cho tôi
sai lầm nha anh em, rất là phiền phức gửi đi gửi về mất cước bên mình. Nhưng một cái nữa là anh em kém hiểu biết nè, nghe đánh trong này không? Tại vì hai cái đầu nó không đánh với nhau thì bây giờ mình chụm cái đầu này lại mình thử cho anh em coi, nó sẽ không có đánh trong đó nữa. Nếu mà mình không làm clip này có nhiều anh em hiểu lầm á, chơi là phải tự mày mò hết á. À, anh em thấy chưa, bây giờ ở trong hộp nó không đánh nữa mà nó đánh ở ngoài đó, hai tia lửa đánh với nhau, ok chưa? Rồi à, bỏ qua cái phần IC anh em ha. Nếu anh em mua hàng thì anh em có thể là lên gọi trực tiếp trên số điện thoại mình để trong phần mô tả, hoặc là tiêu đề, hoặc là nhấp vào Zalo Facebook để ôm vào Zalo Facebook, hoặc là anh em cũng có thể vào Sen Đỏ Shopee, mình cũng có để đường link ở trên phần mô tả anh em ha, để mua hàng. Rồi ok, hàng bên mình đặc biệt là gần như 100% hàng là được đồng kiểm hết và được test trước khi nhận luôn, và anh em yêu cầu hoặc không yêu cầu mình cũng mặc định là mình đấu và mình dán cái băng keo cái phần đánh lại cho anh em luôn, để anh em nhận hàng không phải khiếu nại một cái gì hết á. Có nhiều kênh hoặc là họ bán họ không cho test, nhưng mà đến lúc khiếu nại giải quyết thì kêu 7 ngày đổi trả, mua trên Sen Đỏ mua Shopee 7 ngày đổi trả, nhưng mà anh em nhận hàng rồi anh em gửi lại thì mất 7 ngày rồi, nhiều khi đổi hàng bằng hóa đơn, anh em hay thấy nó để dòng là đổi hàng bằng hóa đơn, anh em nhận hàng xong rồi hóa đơn nhiều khi vứt mẹ rồi còn đâu nữa mà đổi. Rồi, khách họ nhắn tin vô họ hỏi. Dạ đây anh em chỉ cần khử hai cái hai bên này là nó đã ra rồi đó, ra rồi đó anh em. Ừ, từ từ gỡ thôi, đừng nảy quá nó gãy uổng. Gỡ cái chấu ra rồi ok, ra rồi đó, nó ra luôn cái lò xo này anh em thấy không, cấu tạo trong này nè, mình sẽ trút ra cho anh em coi. Cái lò xo này để đẩy nhấn lên nhấn xuống thôi, nó không có tác dụng gì hết á, cái này là để giữ thôi nè, thấy không, nó có một cái thanh thép bên này nè, để khi anh em nhấn xuống là nó chặn lại thôi nè, thấy không. Vậy thì bây giờ mình sẽ gỡ cái thanh thép này ra. Đó, cái thanh này là thanh chặn nè. Thấy chưa anh em? Bỏ ra thôi. Rồi bây giờ ráp lại bình thường. Nè, cái bây giờ nó không có lò xo, nó có lò xo thì nó cái này cấu tạo nó như thế này, nguyên lý nè. Nó là hai cái thanh này. Thì khi mà nhấn xuống á, thì nó đụng vô cái thanh ngang là nó liền mạch lại vậy thôi. Nó nhấn xuống nó đụng vô thanh ngang liền mạch lại vậy thôi, nó không có phải như là cái công tắc khóa qua khóa lại, khóa qua khóa lại, mà nó là nhấn xuống đồng thời đụng vào cái thanh ngang này là được anh em ha. Bởi thế nên anh em phải là canh nè, canh cái phần ráp vô nè, là phải là để cho nó đụng vô á. Rồi ok, cái này thì dễ, nhiều khi mình gửi mình không có đấu sẵn, anh em về tự làm thôi. Hàng họ thì anh em đặt quá nhiều đi, mà những cái nhỏ nhặt vậy mà mình có nhiều ông á, thì yêu cầu này, một là làm sẵn cho tôi cái này cái kia, cắt sẵn cho tôi này, nhưng mà tới không nhận hàng, dẫn tới là cái hàng của mình nó mất zin rồi. Bữa sau mình gửi cái hàng đó cho khách khác thì khách khác kêu là ông xài rồi sao mà ông lại làm như vậy, không phải đâu anh em, mình cũng test rồi mình gửi cho anh em đó, em thấy không. Bởi thế mình từ chối làm những cái mặt hàng giống như là kêu mà cây nhôm cây thép mà kêu cắt sẵn, cắt ra chẳng hạn cây 75 kêu cắt 60, ừ anh chuyển khoản đi em cắt cho, để chắc chắn là anh lấy hàng em cắt rồi anh không nhận, cái thành ra hư cái hàng của em mất rồi em gửi cho ai được nữa, chưa nói em mất tiền cước em còn hư cái hàng nữa, đúng không. Đấy, cái điều đó là anh em phải tự hiểu đó. Kể cả anh em có nhiều anh em mua hàng cọc 50 ngàn vẫn bơm hàng bình thường, tại vì không không nhận chứ không phải là mở hàng coi, không nhận hẳn luôn rồi điện tới bảo là không có đặt, chứ còn mà nói đồng kiểm mà hàng lỗi hàng này trả về ok, cái trường hợp đó là trường hợp lỗi bên mình, thứ nhất lỗi bên mình, thứ hai lỗi vận chuyển, mà nó xui xẻo lắm mới bị một trường hợp vậy thôi chứ không phải là dễ đó anh em coi nhé.
một chút bài review vậy thôi. Nếu mà có giúp ích được anh em hoặc là có hỗ trợ được anh em phần kiến thức nào đó mà anh em thấy là thích thì like kênh để ủng hộ giùm em nhé. Em sẽ tiếp tục đăng những cái sản phẩm mới. Shop em thì cũng hoạt động cũng mấy năm rồi, nhưng mà em rất là bận nên là ít có đăng sản phẩm, dẫn tới là anh em quên kênh. Nhưng mà thời gian tới đây á thì em cũng có tham khảo nhiều mặt hàng hay á, thì nhập cũng tất cả nhập từ Trung Quốc về hết thôi, nhưng mà được cái là mua hàng bên em là được test trước và được đảm bảo anh em ha. Rồi ok, chào 500 anh em nha. Đăng ký kênh nhé và like cái clip hoặc là bình luận ở dưới giùm em, bình luận ở dưới giùm em cái nào mà em nói đúng, cái nào em nói sai, hoặc là cái nào mà anh em còn thắc mắc bình luận giùm em nhé. Rồi em chào nha.